Lỡ xin chào anh em. Hôm nay mình sẽ mở cái bọc cái dây nhảy dây. Ngày xưa đi học hay nhảy dây á, trong tiết học thể dục á. Cái này mình mua trên Shopee là 18.000. Đóng gói thì chỉ có trong hộp với cái này thôi, không có gì hết. 18.000 nha các bạn. Còn cái này nè, bước qua bên đi. Dây nhảy tay cầm. Cứng lắm. Cái này thì mềm, giống như mấy cái đệm trên cái tay cầm của xe máy á. Nè, y chang xe máy có đâu, không? Cứng cáp nha. Trong này thì hình như là có cái nút thắt trong này nè. Còn để lỗ đun dây vô đây, nút thắt ở trong hình nó sẽ không bị đứt dây. Kéo ra cái vô thôi, nó bị dướng lại trong cái nút thắt ở trong á. Rồi. Còn cái dây này giống như là cái ống hút rồi các bạn, nhưng mà nó dẻo. Dây khá dài nha. Mình nghĩ cái dây này sẽ phù hợp với ai khoảng 1m7 thôi, mét 7 trở xuống. Cao trên mét 7 chắc nhảy dây này hơi khó. Còn nè, cái chỗ này không được đẹp lắm, nhưng mà không sao, đồ thể dục là hãy quan tâm. Rồi, xin chào mọi người, tạm biệt. Video này chỉ ngắn tới đây thôi. Cảm ơn đã xem.